Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức thi tuyển tổng giám đốc cho tổng công ty quản lý bay nhằm chấn chỉnh công tác quản lý của doanh nghiệp này sau một loạt sự cố liên quan đến quản lý bay vừa qua. Theo quyết định của Bộ trưởng Đinh La Thăng, cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu quý 1 năm 2015. Yêu cầu vị trí này với các ứng viên là phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành không lưu, tốt nghiệp hoặc đang học lý luận chính trị cao cấp trở lên, có ít nhất 7 năm công tác trong ngành giao thông vận tải, 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực liên quan đến bảo đảm hoạt động bay ứng viên phải có chương trình hành động đưa ra các đánh giá về thực trạng cũng như đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng an toàn hiệu quả đối với việc cung ứng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay gần đây ngành kiểm soát không lưu đã xảy ra một loạt sự cố liên quan đến an toàn bay như vụ việc mất điện tại sân bay tân sơn nhất máy bay quân sự vi phạm khoảng cách với máy bay việt nam airlines nên bộ giao thông vận tải quyết định tổ chức cuộc thi trên